chào cả nhà. Mọi người hôm nay xin mời mọi người cùng với mình đi ra vườn hái rau nha mọi người. Hôm nay sẵn mình đi ra ngoài vườn hái rau vô nấu canh. Hôm nay cũng giới thiệu với mọi người cái góc vườn nho nhỏ của mình luôn nha. Nào chúng ta cùng đi nha, xin mời mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, đây là dàn mướp của mình nha, dàn mướp nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, được có mấy trái nhỏ nhỏ thôi à. Kệ. Đó, cũng vui lắm mọi người. Đó, đây là dàn mướp của mình. Hôm nay mình sẽ đi hái ra một tơ để vô nấu canh nha mọi người. Ớt cũng quá trời dàn ớt luôn, nó cũng chưa chín gì mấy. Đó, giới thiệu cho mọi người xem nha. Nguyên dàn ớt của mình. Chưa có chín như mấy. Đây là cây bưởi. Bưởi được có một vài trái nha, mấy trái à. Đây nè. Bữa nay cái quế của mình, ta ruột của mình đâu có chạy được. Quế nào thấy không mọi người, thấy không? Quế này là ăn phở ngon tuyệt vời luôn nha. Nhung chiếu xích là đó luôn nên cho mọi người xem luôn Nhung. Hôm nay Nhung sẽ là trợ lý của mình nè, Nhung quay đó nha mọi người. Đó, cái này quế lâu quá ăn không kịp, nó ra bông hết rồi mọi người ơi. Bên này nữa nè, quá đây nhiều luôn nè, mọi người thấy không? Nhà mình xây hết đất rồi cho nên được còn bao nhiêu, còn có chút xíu đất thôi à, cho nên mình tận dụng hết đất luôn. Đây là dòng mồng tơi của mình nè mọi người. Đó, nhiều đây chắc dư được nấu nồi canh rồi. Thôi mình phải hái thôi chứ nếu không thì không hái nó sẽ bị già. Đó, mình vô đây mình hái đây. Đó, mình sẽ hái lát nó to thôi cũng trước. Để cái ra đây trước đi. Để ra đây nha. Hái nồi to thôi. Này vô nấu được nồi canh. Có con ong nó bay vòng vòng. Đó, lá cũng bự bự không nè mọi người. Này phải nó ra rồi không ăn sợ nó già đó, cho nên là phải hái nè, hái lá nào bự hái ăn trước, rồi thôi nó cứ leo rồi nè để ăn từ từ thôi, ăn hoài cho nó hết thôi. Đó, lá mồng tơi như biết này không? Cái này nấu canh như tép ăn ngon lắm á Nhung. Dễ ăn lắm luôn. Để cái thao đây nó cứ rớt hoài Nhung dẫn như mẹ cái. Chừng cứ gãy cái cây quế ba la chết luôn. Dạ, mới phải hái mấy cây ở dưới cho nó bự bự này. Nhung thấy không? Thấy không Nhung? Mày hái chút đây. Ở ngoài này cũng có nhiều cây. Được cái gốc vườn nhỏ nhỏ thôi mà cũng trồng được cũng khá nhiều thứ. Vậy chiều đi ra đây hái cho nó vui. Đất ít thì mình trồng theo ít, đất bự thì trồng theo bự. Đó, nó cứ leo lên trên cái hàng rào vậy nè. Đó, này nó ra bông rồi nè. Cái hát là lá bự bự hơn trước đi. Sao thế? Có con ong không Nhung này, sợ con ong này. Biết đâu có con ong, biết mà Nhung dắt ong lại đây à. Trời ơi, cái đẹp em nó té với dâu Nhung. Có con ong sợ đi. Nhung lì lắm mà Nhung có sợ gì đâu, sợ con ong. Đúng không? Lì sổ luôn. Nhà bắt nó ong vô cho ngủ luôn mà xa xuôi. Bây giờ trên này lá bự bự này nha. Nhung hái không? Nhung hái không? Mình cầm cái lá bự bự đó nha. Tôi phải dịnh lại để em thôi nó một tay hái người ta phải dịnh cái này lại để em thôi nó tự mẹ có con tay này mẹ hái về, còn con hái còn phải dính cái dây là để nó rứt luôn cái dây.
Này nó non lắm này, trồng cái cây này trong gốc nhỏ nhỏ. Ừ. Cứ hái đi cho lá nào bự bự hái thôi đâu sao đâu. Nó cứ leo từ dưới lên nè, nó cứ leo lên dài vậy đó. Đó, giá đúng rồi rồi đó. Có 1 giây, 2 giây, 3 giây, hình như 4 giây hả? À, sắp được một nồi canh rồi đó mọi người. À, kể. Thấy nhiều lắm á. Hái dưới là lá bự nha ơi. Mình sợ gãy cây quế này, mà nguyên một vàng quế bên này nha. Lá cho bự. Quế nè. Ba trọng này nó như cái kẹt nè. Cô ở đây có trái bí đao nữa nè Nhung ơi. Mình thấy cái này chưa? Đâu phải. Cái lá này lá bí bà già. Bà già. Nó phải rau, rau tớ đâu. Cái này là lá bí, đúng không? Cái này mới tớ nè. Đó, đây cái bí nè. Cái này là nhung có đèn. Ây da, trời ơi, cái gai nó đâm ra đó. Nó có cái gai nhưng mà ẩm thẳng. Cái con đụng cái cây, cái này nó mới có gai. Cái mùn tớ nó không có gai đâu. Đó, Nhung thấy trái không Nhung? Oh my. Thấy không? All that fruit always benoist. Biết trái này gì không? Cái này là... Yeah, I know. Benoit's house always bugs me. À, được một trái nè. Always bugs me, mate. Biết rồi, nó có gai đó. Well, mom. À, đây mình được một trái bên này ha. Để ba chồng mấy nhiều dây lắm nè. Được mấy dây á, để hồi đi qua bên kia kiếm có không? Look, mom, show không them có đất cho nên... Trên... Chưa đợi chút nữa chút, cho nên nhà mình trồng cứ nhát nhát trong gốc thôi. Có hái lắm, để đi. Đất phải chịu thôi à, cái phải chui vô nè, câu được in đâu, cái té qua té lại. Nhung nhớ cái chừng nó đứt cái dây luôn nha Nhung, tụi con đứng đó mày sợ con té quá à. Mọi người hái rau kiểu gì vậy, vẫn bay xong rồi. Đây nè, bên này cũng quế nữa nè mọi người. Mà Nhung mà phá, hái rau cũng qua hái rau mà còn phá. Một hàng quế này để cuối tuần để suy nghĩ coi lại làm những gì với cái món quế này đây. Chị nhỏ xíu à, hái được một thao nhỏ nhỏ này, nó như là được nồi canh thôi. Thế kệ, nấu nồi, nấu nồi nhỏ nhỏ chỗ ăn thôi à. Đó, bây giờ mình đi qua kia nha, để xem cho mình bên kia có những gì nha. Có cái bưởi nha, cây bưởi, thêm một cây ớt này nè. Đây đây thì cây chanh nhỏ xíu à, có trái mà cũng trái nhỏ lắm mọi người. Biết sao cây chanh nhà mình trái nhỏ xíu à, nhưng hái được nhiều rồi. À, bên này potato, look potato, chưa được đây, chưa được, mình biết chị. Cho mọi người xem, ô đây có hũ hoa, có bí nữa nè. Cái này là bí đao nha mọi người. Có bí đao đây nè. Ở bên kia mình có mướp nè, mình có mùng tơ. À, bên đây thì bí đao. Mama, caterpillar in... Đâu? Right there. Đâu? Right there. Nhung, mày quấn con bây giờ, mày sợ kìa, mày sợ sao lắm mày. Đó này. Đây hả? Đây. Nhung sợ. À, đây nè. À, đây là hổ qua này nha mọi người. Ú, trái dài quá. Thấy lúc trước nó năm nè, trồng nó cũng nhiều trái lắm mọi người. Mà hễ mà tùy theo thời tiết. Bữa nào mà nó... bị trời nắng ngon, nó đang trái đẹp vậy mà nắng ngon, nắng một giờ bữa hôm qua là nó vàng, cái là nó thối, cái là rụng bỏ tiết dễ sợ. Đến nay thì nó được cỡ vậy là hy vọng là nó sẽ đậu luôn. Không sai lắm nhưng mà cũng có trái. Very pretty. Đó.
xe nó khổ qua xé còn nhỏ nhỏ ấy. Nó đây nè, nó cũng dài dài à. Vườn rau nho nhỏ nhà mình thôi nha. Đó, toàn đen nha. Buổi chiều ra đây cũng vui lắm mọi người. Very. Look, ma'am. Hôm nay ngoài này cũng gió lạnh quá. Look. Ồ, ở đây có cái trái nó dài vậy à. Đã chưa Nhung? Wow. Này dài chưa? Này khổ qua trái dài. Trái dài. Cái trái của... I dropped the leaf. I dropped them. Đó, này cũng được mấy trái nữa nè. Whoops. Xem xem có. Đó, lại thêm ớt tiếp. Oops, I dropped them. Wow. Look at this. Đây thì là được mấy bụi xả. Đứt cái tay đó Nhung, vỏ cái tay nó bén lắm á. Xả. Đây là ớt trái dài nè. Ớt này mà nó chín sẽ đẹp lắm nè. Bên kia thì ớt trái ngắn, còn đây là ớt dài. Ra đi nó kho luôn rồi. Chiều hôm nay ở ngoài này gió lắm. Ooh, up there. Beautiful. Wow, a big one. Đó, ở ngoài này được được nhiều đây ha. Để đi vô trong cái nhà kia coi Nhung. Để mà coi có hành không, mà cắt ít hành. Nấu canh phải có hành chứ Nhung. Open my get a lot. Cái nhà đó. Cái yeah. Nhà đó. Okay, bring it. Đây cũng được. Bring it out or cut it? Không. Look here. Look here. The same one. Ớt này trái dài chứ. Nhung thấy cái nào khác không? Yes, mom. Cái long. Này cái lỗi nó ngắn nè, cái này nó dài. Cái này nó cay hơn cái này nha Nhung. Really? Ừ, cái nhỏ vậy chứ nó cay hơn á. Đi, đi vô mình thấy đi. Let's go show them. Bên đó giờ chắc không có gì nhiều đâu. Có ra bây giờ thanh long nữa nè. Thanh long chưa có chín mấy. Ây da, sao hôm nay ra đây đụng gì cũng muốn té à. Mấy trái thanh long đây nè. Lâu lắm rồi, không có đi ra vườn. Hôm nay đi ra được mấy trái thanh long. Nó cứ mở nhà ra mẹ đi vô mày cắt ít hành thôi, không gì đó. This is. À, đây có cái nhà nhỏ nhỏ nữa nha. A bit crazy. Trong đây mình có vô dắp cá nè. Nó cũng đang sung quá trời luôn. Đó, rau cần dày lá nè. Rau này nấu canh chua là ngon hết sảy luôn. Wow. Mom, let me bring out my plant. Ừ, đem qua đây đi. Mày. Rau muống. Rồi, tía tô. Ủa, hôm nay cái này nó hết rồi. Ngồi gai nó tàn rồi. Bữa trước nó tốt lắm. Giờ nó tàn rồi. Đó, có một bụi dưa leo. Đó. Nhà mình trồng như là trồng vui lắm. Trồng văn nghệ vậy đó. Người ta thì trồng người để người ta xuất khẩu đó nữa. Nhà mình thì trồng đếm từ trái. Đó, được vào vài trái. Hên xui. Bây giờ cái này nó dài quá rồi. Thôi kệ đi, nó dài. Wow. Đây, mấy này không ra ăn giờ hôm nào nó cũng nó đủ xuống hết rồi. Ở này gì không? Who is? Biết này ba chồng này có gì không? Hả? Mỗi khi con chồng này sao mày đâu biết chồng nó. It's really big. I got this long one somewhere. Hmm? Oh, this one I think. Cái này biết ba có chồng gì không? Mày bỏ vô mày đâu biết chồng đâu nữa. Người.
Dad puts it in one's red basil. Chị có gì không? Okay. Bunching onion. There is. Rồi đi qua đây. Không biết trồng ra giống gì không nữa. Chỗ nó khô lắm. Very. Perfect. Three, let's do these ones. Mở tư yeah. Đi, mở tư tư đi. Nên nhung cái cây ha, nhung cái cây ba mày khỏe. Em thấy dịch leo không nhỉ? Này mua. Nè. Oh, right here. Đây nè. Dạ anh ơi. Em chờ cái hành của mẹ còn đây nè. Để cái có một tô canh thật là đơn giản cho buổi tối thôi nha mọi người. Đó, buổi tối đơn giản thôi, không cần gì cầu kỳ hết. Đó, chỉ cần một tô canh nè. Rồi mình buổi chiều chỉ ra vườn hái rau, nấu với tép, tuôn tép gì cũng được. Đó, rồi mình nấu với một rồi canh một cá kho hoặc là thịt kho gì đó. Một buổi tối thật là đơn giản, không có gì cầu kỳ hết. Đó, buổi chiều chiều mình ra vườn hái rau, thể ra vườn là có cái rau gì đó là hái rau đó thôi. Đó, đó. Thôi, xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp nha. Xin chào, bye.